bài này viết ngày 18 tháng 3 2023. 23 đúng rồi, để thôi tưởng 22 nó chết dở. À, rồi chúng ta đi vào. Vụ 4 tiếp viên xách tay 10kg ma túy về Việt Nam và những tình huống pháp lý. Tôi để cho bên này đọc nha các bạn, để người ta đọc chứ mình đọc rồi họ lại nói. À, ấy kia. Vụ 4 tiếp viên xách tay 10kg ma túy về Việt Nam, những tình huống pháp lý. Cơ quan điều tra chỉ có thể khởi tố bị can đối với các nữ tiếp viên hàng không nếu có căn cứ cho thấy 4 người này biết đây là chất ma túy mà vẫn cố tình vận chuyển. Phân tích những tình huống pháp lý liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines xách 10kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, bị Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện và đang bị tạm giữ. Tiến sĩ LS, Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính Pháp cho biết với kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy đây là số lượng lớn chất ma túy được giấu trong các hộp kem đánh răng. Số ma túy này được vận chuyển trái phép từ Pháp về Việt Nam đã xác định được danh tính người vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên hành vi của những người này chỉ thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm nếu như có lỗi, có động cơ mục đích thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Nói cách khác, cơ quan điều tra chỉ có thể khởi tố bị can đối với các nữ tiếp viên hàng không này nếu có căn cứ cho thấy 4 người biết đây là chất ma túy mà vẫn cố tình vận chuyển. Theo quy định của pháp luật, tội vận chuyển trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp, nghĩa là người thực hiện hành vi phạm tội phải biết là hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả xảy ra. Bởi vậy, cơ quan điều tra có thể xử lý hình sự đối với các tiếp viên hàng không này nếu có căn cứ cho thấy những người này biết các chất ở trong các túi kem đánh răng trên là chất ma túy nhưng vẫn cố ý vận chuyển về Việt Nam để thu lợi bất chính. Trong trường hợp các nữ tiếp viên này không biết trong các túi kem đánh răng được vận chuyển về Việt Nam có chứa chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ, cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên này để làm rõ việc vận chuyển kem đánh răng được thực hiện như thế nào, ai là người gửi, ai là người nhận, số tiền công vận chuyển là bao nhiêu. Việc chứng minh các nữ tiếp viên hàng không có biết đây là chất ma túy hay không thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào diễn biến hành vi, mức độ nhận thức, đặc điểm về nhân thân, các mối quan hệ của các nữ tiếp viên này và các tình tiết khác có liên quan để xác định chân tướng sự việc. Theo quy định của pháp luật thì người phạm tội không có nghĩa vụ phải. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Ở đây mình in nguyên cái bài đó lên đây luôn để cho họ nhìn rõ luôn. À. Thì ở đây các bạn thấy là nếu mà nói về mình phân tích về cái tình huống pháp lý thì cái tình huống pháp lý này nó được quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017. Nó rõ luôn điều luật nha, điều 250 Bộ luật hình sự. Không biết luật thì nói luật luôn cho. Như vậy thì ở đây nó tội ma túy đó các bạn, nó có hai cái tội. Nó có hai cái tội, đó là một cái tội là vận chuyển ma túy và cái tội mua bán ma túy. Vận chuyển và mua bán, hai tội này đều có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tại bởi vì anh mua bán mà không có người vận chuyển thì anh mua bán cái gì, đúng không? Một lát mình sẽ phân tích sâu cho các bạn. Không đơn giản đâu, ở đây không đơn giản là chỉ là sách hộ đâu các bạn, không hề đơn giản. Và hiện nay nó đang tung ra những cái chiêu trò là truyền thông để mà binh vực mấy cô này. Đấy, cái đó mà các bạn đừng có vào mà comment mà binh vực nha. Rất là nguy hiểm đấy. Không biết là đang đối diện với cái gì đâu. Đã đụng tới tội phạm ma túy thì các bạn biết. Không thể nghĩ bạn. Cho nên là tốt nhất chúng ta chỉ phân tích theo báo chí thôi. Và cái thứ hai là chúng ta không nên, tại vì chưa biết bên trong là như thế nào. Bên trong như thế nào. Các cô tiếp viên này không thể nào mà ngây thơ tới cái mức độ như vậy. Đúng không? Điều 250 Bộ luật hình sự. Đương nhiên là nếu mà muốn kết tội mấy người này á thì bắt buộc là các người này phải là bên cơ quan chức năng đó, tức là bên hình sự và bên hải quan phải chứng minh được mấy người này biết rõ là họ đang vận chuyển chất ma túy. Cho nên các bạn thấy cái tiêu đề của tôi không? Nếu biết rõ, nghĩa là ai? Là nếu bốn cái tiếp viên này họ biết rõ họ đang vận chuyển chất ma túy thì coi như là xong luôn rồi, xong ban rồi. Nếu biết rõ là mình đang vận chuyển chất ma túy mà với cái số lượng đó thì chắc chắn là phải lãnh cái bản án cao nhất của điều 250 Bộ luật hình sự. Không bằng cãi. Từ 100g trở lên là đã 20 năm tù rồi. Rồi tùy theo cái mức độ nó tăng lên nó sẽ chung thân rồi sẽ đến là tử hình. Nhưng chắc có thể là cũng sẽ có khả năng.
năng giảm từ tử hình xuống chung thân. Nếu tại vì các bạn biết khi mà còn chung thân thì nó còn có cơ hội được giảm án. Nếu gì? Nếu hợp tác với cơ quan chức năng nhà nước để khui ra đường dây. Hiểu không? Nếu hợp tác chơi ra khui ra đường dây, còn không thì coi như xong luôn. Ở đây mình nói cách đơn giản nhất để cho các bạn dễ hiểu. Còn nếu trình bày về chi tiết á, thì báo chí đã trình bày rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta phải đọc để mà chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất. À, tuy nhiên hành vi nghĩa là khi mà nói mấy người này theo các bạn có nghĩa là họ phải biết là thứ nhất là mình nói để mà cấu thành một cái tội phạm hình sự là thứ nhất là họ phải có lỗi. Và cái lỗi đó phải là lỗi cố ý nha. Thứ hai là họ có mục đích thực hiện cái hành vi vận chuyển đó, họ biết họ đang thực hiện cái hành vi vận chuyển đó, họ biết rõ mà họ vẫn làm bởi vì cái lợi nhuận. Và có thể những người, tôi hỏi các bạn có bao giờ các bạn chỉ chịu chuyển một số lượng ma túy với một cái số tiền bao nhiêu đó trong khi các bạn dư biết là sẽ bị gặp cái án tử hình mà các bạn vẫn làm? Không có ai mà đi bán mạng cái kiểu đó. Chỉ có trường hợp nằm trong cái đường dây mắc xích rồi, hoặc là con nghiện. Phải là con nghiện thì chuyện gì nó cũng dám làm. Tuy nhiên ở đây mình không thể nào mà nói mấy cô này có phải là nghiện hay không thì mình không biết. À, đúng rồi, phải chắc chắn là có rồi. Đó là chắc chắn. Mà tổ chức đó là ai mới là quan trọng. Tổ chức đó là ai? Không loại trừ nha. Các bạn thấy kit test Việt Á không? Cũng có Bộ Y tế nhấn tay trong đó. Cho nên là không loại trừ. Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Cho nên là cơ quan chức năng họ sẽ làm tới nơi tới chốn. Các bạn yên tâm. Chứ mấy cô này chỉ là những cái con, không phải là nai tơ, nhưng mà một cái mắt xích trong đó thôi. Cho nên tôi nói nếu trong trường hợp người ta chứng minh được là mấy cổ là người biết rõ đang vận chuyển cái gì thì chỉ có một cách duy nhất để cứu mấy cổ thôi, đó là thành thật hợp tác với cơ quan chức năng. Cái đó mới là cái quan trọng. Nếu nói cách khác, nếu cơ quan điều tra chỉ có thể khởi tố các bị can nữa, cái này nếu như thấy căn cứ bốn người này biết đây là chất ma túy mà vẫn cố tình vận chuyển thì đúng rồi. Nếu họ biết nha, nghĩa là cái việc mà chứng minh là chuyện của cơ quan chức năng nhà nước chứ không phải là chuyện của họ. Họ không có nghĩa vụ chứng minh, họ chỉ có chứng minh là họ vô tội thôi. Mà nếu họ chứng minh được trong trường hợp các tiếp viên này không biết trong các chiếc kem đánh răng được vận chuyển về Việt Nam có chứa chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Lúc đó nếu không biết thì không xử lý hình sự, chỉ có lúc đó xử lý họ tội gì các bạn, cũng có tội nhưng mà không phải tội hình sự. Nếu họ không biết trong đó là ma túy mà họ chỉ tưởng thuần túy là kem đánh răng thì họ lúc đó họ bị cái tội là tội buôn lậu. Buôn lậu thì nó nhẹ hơn. Nếu mà không, đằng nào cũng có tội, nhưng mà nếu mà trường hợp mà không có căn cứ để mà quy họ về cái tội vận chuyển ma túy thì họ sẽ là bị vào cái tội buôn lậu. Nhưng mà cái điều đáng tôi sẽ nói các bạn, nhưng mà cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên này để làm rõ việc vận chuyển kem đánh răng được thực hiện như thế nào. Họ thực hiện như thế nào mà họ qua được cái phần hải quan của bên nước Pháp? Hôm qua các bạn hỏi tôi là cái sân bay làm sao họ qua được sân bay nước Pháp mà về sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị lộ. Cái vấn đề là chỗ đó. Nghĩa là cái đầu bên kia họ đã làm lọt, là chót lọt được cái đầu phía bên đường dây với cho của đó các bạn. Thấy không? Nè, làm sao người ta phải điều tra mấy cô này là cái đường dây cái vận chuyển như thế nào? Ai là người gửi? Như họ nói họ nhận gửi như vậy, họ phải biết cái người gửi là người nào chứ. Cái người gửi tên gì? Xong rồi gửi, rồi mấy cô này đem về, mấy cô này giao lại cho người nhận là người nào? Ở đâu, địa chỉ tên gì? Đúng không?
Thứ nhất họ phải khai là họ thực hiện như thế nào nè, ai là người gửi nè, rồi đem về giao cho ai, gì ai là người nhận nè, rồi số tiền công vận chuyển là bao nhiêu nè, họ phải chứng minh được như vậy. Họ khai người nhờ gửi không biết đó, cái người nhờ gửi không biết, rồi người nhận cũng không biết luôn, rồi phải biết số điện thoại, phải biết giao nhận chứ, làm sao lại không biết được, đúng không? Chẳng lẽ đem về để nó ngó chơi à? Còn nếu mấy cổ không giao rồi đem về mà không có người nhận thì là mấy cổ tự chi luôn à, mấy cổ tự bán luôn à, mấy cổ tự bán gì, mấy cổ biết người bán cho ai, nó còn chết nữa, phải chết nữa đúng không? Lời khai nhận tội không được coi là chứng cứ buộc tội nếu lời khai đó không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác để phản ánh sự thật khách quan. Bởi vậy, việc các nữ tiếp viên này có thừa nhận đây là chất ma túy hay không thì nó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi đang đọc báo cho các bạn nghe, nhưng chứ không phải tôi nói đâu nhé. Kể cả trường hợp các nữ tiếp viên này thừa nhận biết đây là chất ma túy, nhưng nội dung này không phù hợp với các tình tiết diễn biến của vụ việc thì cũng không thể kết tội họ được. Ngược lại, nếu các nữ tiếp viên này không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên biết đây là chất ma túy nhưng họ vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy không phụ thuộc vào việc bị can có nhận tội hay là không. Cái gì là cái lời khai của họ thật sự là để khai ra cái đường dây thôi, cái vấn đề là họ có nhận tội không, chuyện nó không quan trọng. Bởi vì trên thực tế hiển nhiên đã chứng minh là họ đã vận chuyển ma túy, đã có số lượng cụ thể, đã có xét nghiệm, đã có kiểm tra, phân loại. Đây thực tế đã chứng minh đấy. Cho nên tôi nói các bạn á, cái vấn đề đây quan trọng là cái chỗ nào, không phải là họ khai họ có nhận tội hay không nhận tội, mà cái vấn đề ở đây là cái chỗ, vấn đề ở đây là cái chỗ nào các bạn. Để được cái bài này mình dừng lại để nát phân tích cái bài này. Vấn đề ở đây là cái chỗ là cái biên bản hiện trường đó, cái biên bản hiện trường đó, những cái video clip mà nè, những cái biên bản mà cơ quan hải quan và cơ quan công an trong phòng chống ma túy họ lập biên bản tại hiện trường đó nè, đó có quay phim, có chụp ảnh, có số lượng, là phân tích ra kiểm tra đàng hoàng, cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới là cái con số, là con số khủng đó anh Hoàng, con số khủng. Anh cứ tính đi 100 gram thôi mà người ta đã là dựng là tính, lát tôi sẽ nói ra cái giá tiền đó, mấy anh nghe mình không giật mình luôn thì không, không giật mình thì thôi. Với cái số lượng ma túy này nó tương đương là, nếu mà nó lọt vào thành phố Hồ Chí Minh á thì nó sẽ tương đương là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 10.000 xác sống, 10.000 người xác sống, nghĩa là các bạn hút ma túy vào, các bạn mà chơi ma túy vào thì người nó giống y như đã chết rồi, nó giống như là cái xác sống, mấy cái phim xác sống mà đi tới đi lui vậy, y chang vậy. Mà cái này nó nguy hiểm nhiều, nó nguy hiểm hơn gấp ngàn lần, gấp 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 trăm lần về cái vấn đề mà cái ma túy tổng hợp, cái đó mới là cái cực kỳ nguy hiểm. Qua giờ tôi kiểm tra thì tôi biết lý do tại sao ở châu Âu về rồi, lát nữa tôi sẽ nói với các bạn, cái này nó nguy hiểm, nó vô cùng nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần mà đi vào một bữa tiệc sinh nhật hay vào một cái bar nào đó mà trong cái ly nước nó bỏ một viên tan đó uống rồi thì coi như là cuộc đời mình bế luôn rồi. Bế luôn. Và xin thưa các bạn, cái này không có thuốc để chữa đâu nhé, ma túy này là không có thuốc để chữa, nói luôn đó. Nó rõ với nhau luôn là như vậy, khỏi lằng nhằng gì cả, không có thuốc nào để chữa cả. Cho nên cái vấn đề ở đây là cái biên bản các bạn, cái biên bản mà người ta tại hiện trường, mà ở đây thì các bạn biết cái biên bản này nó đã quá rõ rồi nè, số lượng nè, người trong bao của người nào bao nhiêu ký nè, số lượng bao nhiêu nè, thử nghiệm cân nè, đầy đủ hết, không thiếu gì hết, cái đó mới là cái. Nhưng mà mặc dù xử lý thế nào thì cái số ma túy này cũng bị thu giữ,
và chắc chắn là sẽ bị tiêu hủy. Nhưng mà cơ quan chức năng sẽ xác định ai là người mua bán, ai là người vận chuyển để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Nếu đây nè, đây là tờ báo Dân Chí nha, họ nhấn mạnh lại một lần nữa nha. Nếu mà có căn cứ các nữ tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Bởi số lượng ma túy là đặc biệt lớn. Trường hợp các nữ tiếp viên này không biết là chất ma túy thì vẫn có thể bị xem xét xử lý về hành vi buôn lậu và các hành vi vi phạm khác nếu có. Anh kiểu nào? Nhưng mà buôn lậu thì nó nhẹ hơn, đúng không? Đây là một vụ việc vô cùng phức tạp, nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người và gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bởi vậy, các cơ quan chức năng sẽ xác minh để làm rõ và để kết luận hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Và ở đây người ta không biết là sao chuyến bay VN10 chặng bay CDG SNGN hạ cánh lúc 8 giờ 10 phút ngày 16 tháng 3. Đội hải quan hành lý nhập sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 4 nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Tên của họ chúng ta khỏi đọc ha. Và cùng hành lý để kiểm tra, qua đó phát hiện bên trong hành lý có chất cấm nghi ngờ là ma túy được chứa trong các cái hộp kem đánh răng. Quá trình trưng cầu giám định xác định có hơn 10 kg thuốc lắc và ma túy đã được 4 nữ tiếp viên xách từ Pháp về Việt Nam. Đương nhiên là họ phải nói là có người xách hộ rồi. Chuyện đó là đương nhiên, câu đó là bây giờ các bạn thấy mà giờ hễ mà cứ toàn bị bắt ma túy ai cũng nói là có người xách hộ, chuyện đó là đương nhiên, câu đó là câu nằm lòng, lúc nào cũng nói vậy chứ không bao giờ nói khác được, đúng không? Rồi bữa nay thì có rất nhiều báo chí nói về vấn đề này, nhưng mà tôi chỉ lấy một bài nào đó để mà nó mang cái tính chất ấy thôi, chứ còn nếu mà nói nhiều quá rồi có nhiều người lại lải nhải nữa. Tôi bà thấy bà Diệp Đậu bà mới like kìa, chắc bà thế nào bà cũng chửi cái tên đó đó, tại vì mới vừa lôi bà ra nói bà là sắp bị còng bị tù rồi. Khi tôi thấy cũng tội các bạn, hình như nó bị tưng tăng hay sao, hay là có bữa uống được cái tiểu thuốc lắc này vô hay sao mà nó tưng tửng vậy trời. Thấy buồn cười ghê luôn á. Không bình thường, đúng là trong band của bà pha lay chứ nó cũng giống bả luôn. Đây thì trên cũng tờ báo Dân Chí đây ha, báo Dân Chí đây, ở cái mục đời sống cộng đồng mình phải đánh đậm vô để có nhiều người già có mắt nó đuôi mù cho nó không thấy rõ nên lại nhại. Mình là lấy nguồn báo Dân Chí, sợ quá rồi, bây giờ sợ quá rồi. Mình sẽ đọc nha nhé. Vụ 4 nữ tiếp viên mang ma túy, nguy cơ chết người nếu xách hộ đồ sân bay. Luật sư khuyến cáo hành khách không xách hộ đồ, bảo quản hành lý cẩn thận khi làm thủ tục tại sân bay, tránh bị kẻ xấu lợi dụng đưa hàng hóa lạ vào trong vali. Nguy cơ chết người nếu xách hộ, chất cấm. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội và luật sư thành phố Hà Nội cho biết không hiếm lần người dân nhận sách hộ đồ tại sân bay, bến xe sau đó tá hỏa vì bên trong chứa chất cấm. Theo ông Tiền, hình thức tội phạm ngày càng tinh vi, thường ngụy trang chất cấm. Mình xin thưa các bạn, đây toàn là luật sư nói không đó nha, chứ không phải là tôi nói đâu, bởi vì tôi không phải luật sư, tôi không có trình độ, nói toàn luật sư nói lắm. Nếu mà nói mà có chửi bới ngu si hay là dốt vậy là chửi mấy vị luật sư nha. Ngày hôm qua giờ toàn luật sư nói không, tôi chỉ có việc nói lại thôi, tôi phân tích lời của luật sư nói thôi, chứ nếu nói dốt là mấy ông này chứ không phải tôi đâu đó. Trong những vật dụng thông thường mà mắt thường khó nhận ra, nhiều đối tượng nhờ hành khách cùng chuyến bay cầm hộ một số đồ dùng cá nhân với lý do hành lý quá cân, nhưng trên thực tế bên trong chứa chất cấm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan nhận định tình hình tội phạm ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy tiền chất qua biên giới vẫn hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ,
nhất là tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường hàng không, đường biển. Cũng có trường hợp người lạ tại sân bay nhờ trông đồ để đi vệ sinh nhưng không quay lại, hành khách khi qua cổng an ninh bị giữ lại do bên trong gói đồ là thuốc nổ, luật sư Tiền nói. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hành lý đi theo người, người đi theo giấy tờ nên hành lý của ai chứa chất cấm thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu không biết người nhờ cầm hộ là ai, bên trong gói đồ gì, thì việc cầm hộ đồ tiềm ẩn rủi ro rất cao, luật sư Tiền cho hay. Theo đó, nếu qua cổng an ninh phát hiện bên trong chứa chất cấm thì người đầu tiên chịu trách nhiệm chính là người cầm hộ. Trường hợp không có camera an ninh hoặc người làm chứng, thì việc chứng minh đồ cầm hộ là vô cùng khó khăn. Cảnh giác bị kẻ xấu lợi dụng sách đồ sân bay, theo luật sư Trần Xuân Tiền, tiếp viên hàng không là nghề đặc thù mà trong quy định của luật hàng không, nội quy của hãng và chương trình đào tạo, các tiếp viên không được nhận cầm hộ đồ của người khác từ nước ngoài về Việt Nam. Quá trình đào tạo, các tiếp viên hàng không cũng được trang bị kiến thức, biện pháp an ninh cho bản thân bao gồm bảo đảm cách ly và giám sát hành lý cá nhân, tránh trường hợp người xấu lợi dụng sơ hở và bỏ các vật phẩm cấm vào vali như chất gây cháy nổ, vũ khí, chất gây nghiện. Với nghiệp vụ và chuyên môn trong nghề, các tiếp viên có đủ năng lực, nhận thức và cả kỹ năng để biết những rủi ro và hậu quả họ có thể đối mặt nếu nhận cầm hộ hàng hóa từ bất kỳ cá nhân nào, ngay cả trong trường hợp nếu đây chỉ là hàng. Các bạn thấy đây người ta nói không? Ta nói là được, ta nói rõ ràng đây là họ được đào tạo nha. Quá trình đào tạo các tiếp viên hàng không cũng được trang bị kiến thức, biện pháp an ninh cho bản thân, bao gồm đảm bảo cách ly và giám sát hành lý cá nhân, tránh trường hợp người xấu lợi dụng vào cái bỏ vào các vật phẩm cấm và vali như chất gây cháy nổ, vũ khí hoặc chất gây nghiện, tức là ma túy. Với nghiệp vụ và chuyên môn trong nghề, các tiếp viên có đủ năng lực, nhận thức và cả kỹ năng để biết những rủi ro và hậu quả họ có thể đối mặt nếu nhận cầm hộ hàng hóa từ bất kỳ cá nhân nào. Như ngày hôm qua tôi đã nói với các bạn, tôi nói họ được đào tạo rất là bài bản, họ nhìn biết hết. Này họ học coi như là họ được huấn luyện thường xuyên luôn. Ngay cả trong trường hợp đây là chỉ là hàng hóa bình thường không chứa chất cấm thì cái việc mà tiếp viên nhận vận chuyển hàng hóa hộ người khác cũng là vi phạm nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp. Đây là ông luật sư Tiền phân tích đó. Có nghĩa là cho dù là những cái hàng hóa nó không phải là hàng hóa cấm nhưng mà anh cũng không được nhận cầm giùm nữa. Bởi vì sao? Khi anh chuyển chuyến bay quốc tế là anh đi từ quốc gia này tới quốc gia khác. Đi từ cái quốc gia này qua cái quốc khác nghĩa là nó qua cái ranh giới, biên giới trên không rồi. Không phải là đi một cái chuyến xe đò từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh hay từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh, nó phải vậy. Đây là sân bay quốc tế đi từ nước này qua nước kia. Trên thực tế, nhiều tiếp viên hàng không thường tranh thủ cơ hội đánh hàng xách tay về nước rồi bỏ mối cho các cửa hàng kinh doanh. Thậm chí có một số người còn vận chuyển tiền đen, vàng, điện thoại di động, thuốc lá. Các hoạt động này được họ khái quát bằng khái niệm là họ mang, vác hoặc là sách. Xin chào chị Cẩm Nhật thôi. Trước sự việc trên đây, luật sư nhấn mạnh đây là lời cảnh tỉnh không chỉ cho những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không, mà còn đối với người dân khi tham gia vào các chuyến bay nội địa. Tình trạng gửi nhờ hàng hóa, thậm chí mua bán số ký cũng là một dịch vụ phổ biến gần đây đó. Cho nên là chúng ta không nên dính vào nếu như không có thể mà xác định được bằng mắt thường. Liên quan đến việc phát hiện 11 kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines thì luật sư Trần Xuân Tiền nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng và rất phức tạp. Để có căn cứ xác nhận xử lý các cá nhân liên quan, cơ quan chức năng phải làm rõ rất nhiều vấn đề. Tại cơ quan chức năng thì các tiếp viên này họ khai rằng là họ được một người nhờ xách tay giùm số hàng hóa này về nước, nhưng mà người này thì họ không xác định được danh tính. Ôi là trời, người ta tới gửi hàng hóa cho bạn mà bạn không biết tên tuổi của họ là ai luôn, nghe bó tay không? Luật sư cho biết cần chứng minh lời khai này, từ đó nếu xác định có căn cứ thấy 4 người này biết đây là chất ma túy mà vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy và hình phạt cao nhất đó là tử hình. Đó là ông luật sư Trần Xuân Tiền nói, tôi chỉ đọc lời ông nói thôi đó. Ngoài ra các cơ quan chức năng sẽ mở rộng điều tra xác định các đối tượng có liên quan trong vụ việc, đặc biệt là mua bán. Nghĩa là phải có người mua, có người bán mới có người vận chuyển, đúng không? Người ở Việt Nam là mua, còn người ở bên châu Âu là bán, đúng không?
Bây giờ mình mới nói các bạn, cái loại mà chất cấm là ma túy, mà ma túy nguyên chất của nó, thuần túy của nó bằng cái cây túc cầu, cây anh túc cầu á, thì là phải gọi là ma túy ở tam giác vàng. Tam giác vàng thì cái khu mà tam giác vàng là cái khu nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á này, thì đó là ma túy nguyên chất. Cái giá nó mà nếu mà đem ra thì một tép của nó chỉ có khoảng là 250 ngàn cho tới 300 ngàn một tép, bán tại thành phố trong cái thời điểm một vài tháng trở lại đây. Một tép là khoảng 200 mấy 300. Nhưng xin chào chị Lộc Phi, nhưng mà nếu cái ma túy tổng hợp là cái viên xám xám ngày hôm qua các bạn nhìn thấy, còn cái ma túy kia là ma túy bột nha, thì cái viên xám xám đó, thì các bạn biết đó, là các bạn biết một 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 tép của nó, một phần của nó là bạn biết bao nhiêu, nó 3 4 triệu đồng một tép. Nó mắc hơn gấp 10 lần so với cái kia. Nhưng mà cái kia, cái ma túy mà nguyên chất của nó thì nó thì dù bạn sử dụng một thời gian có thể là 2 ngày hoặc 3 ngày bạn xài lại, nó dạng như nó có cái xoay tua, có cái thời gian, cái vòng của nó mới tới cơ nghiện mới sử dụng tiếp. Còn cái anh chàng tổng hợp thì sử dụng bao nhiêu cũng được, thoải mái sử dụng bất cứ giờ nào, bất cứ thời điểm nào. Cái chết người là nguy hiểm cho đó, mà khi nó dùng nó vào thì con người nó, ví dụ trong đầu bạn hồi đó giờ bạn ước mơ là bay vào vũ trụ đó, giống như là thiền am bay vào vũ trụ, ước mơ là sau này chúng ta sẽ đi vào vũ trụ đúng không, thì khi sử dụng nó vào rồi thì chúng ta thấy là chúng ta đang bay vào vũ trụ. Bình thường cái não bạn suy nghĩ bạn đang ước muốn cái gì bạn chưa làm được, thì khi bạn sử dụng nó vào rồi bạn sẽ nói luật bới vận chuyển không có tử hình, không có, bạn không có luật nào mà không có tử hình, chỉ có người sử dụng là mới không có thôi, người sử dụng là người dùng đó. Còn luật mới điều 250 bộ luật hình sự mà đây nè, luật sư qua giờ toàn luật sư nói không, lát là luật sư Đặng Văn Cường nói, các bạn qua bên ông Âu Quang Phục ông cũng nói kìa. Cho nên là tôi nói các bạn là khi mà sử dụng, không có quốc gia nào mà từ bỏ cái vấn đề tử hình đối với ma túy đâu, chỉ có các nước châu Âu thì họ không thôi, chứ còn ở mấy cái nước khác là cái ma túy nó kinh khủng lắm, không thể là không có án tử hình được nhá. Các bạn có xem lại điều luật đi, đây luật sư nói không chứ không phải là tôi nói đâu, nhưng mà điều luật nó ghi rất rõ mà. Từ 100 gram trở lên thì cái mức án nó là 20 năm chung thân tử hình, khoảng 4 điều 250 bộ luật sử dụng. Sử dụng không truy tố nhưng mà sử dụng tùy theo cái mức độ nào, chứ cũng ấy sử dụng đi chữa bệnh, nhưng mà nếu mà sử dụng theo cái mức độ khác thì cũng tùy. Ít thì thôi chứ còn nhiều quá thì cũng tùy. Nhưng mà họ thì chủ yếu là đi chữa bệnh. Chữa bệnh thì được xem, họ được xem là nạn nhân. Thì tôi nói các bạn cái giá của nó rất là cao. Nhưng mà khổ cái ở các nước Đông Nam Á, về Đông Á thì họ người ta chỉ cung cấp cái nguyên chất thôi. Còn cái ma túy tổng hợp người ta hay gọi là hồng phiến, là có những viên màu hồng và nó có những viên màu xám, bây giờ nó thành nhiều viên kinh khủng lắm. Thì khi dùng nó vào giống như là xác sống biết đi, các bạn coi mấy phim xác sống là sao, thì cái dạng dùng ma túy tổng hợp thì nó vào thì như vậy. Như vậy. Có những cái chữa diện mà tưởng mà bình thường không dám làm, nhưng mà khi sử dụng nó vào rồi cái gì cũng dám làm, tại vì họ đâu có biết là gì đâu, họ có tưởng là họ đang thực hiện được cái vấn đề đó, nó đưa vào một cái dạng gọi là ảo giác. Và cái vấn đề đó thì cái loại mà ma túy tổng hợp này nè, nó là tôi nói các bạn, nó chỉ có 30% hoặc 40% là nguyên chất thôi, còn bao nhiêu là nó sử dụng hóa chất vô, thì cái đó nó được sản xuất ở châu Âu. Châu Âu chính là thiên đường của nó. Ngày hôm qua tôi có nói các bạn là tại sao từ châu Âu về đó, bởi vì nó là từ từ các nước châu Á đưa nguyên chất qua, giống như từ tam giác vàng đó, là đưa nguyên chất qua bên đó, nó sẽ chế biến lại thành những cái tổng hợp được bạn, đi ngược trở lại các nước châu Á, thì cái giá tiền nó đắt lắm, nó gấp 10 lần cái kia luôn, mười mấy lần, vô cùng nguy hiểm. Và nếu như cái số lượng ma túy đó mà lọt vào Việt Nam thì có khoảng từ 10.000 người cho tới cả 100.000 người sẽ trở thành là xác sống lang bang lang bang. Như vậy là các bạn biết trong mấy cái nhà hàng, mấy cái vũ trường, mấy cái bar, các bạn trẻ mà đi chợ đi sinh nhật mà chỉ cần uống một ly nước mà nó cho một viên vô là coi như xong luôn rồi. Coi như dính luôn, rất là dễ dính. Cực kỳ nguy hiểm luôn.
Điều đó là chứng tỏ là các bạn thấy nó không phải đơn giản đâu. Để tôi nói vấn đề của ông luật sư Đặng Văn Cường này, ông nói để một số người lại nói là bỏ án tử hình làm gì có bỏ các bạn. Đấy, luật sư nói đây. Cái này chắc tôi phải lấy trên này, lấy ở đây mất công nó lại nói là chúng ta vào cái phần ấy mất công. Trả lời của luật sư. Sẽ bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại khoản 4 của điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự quy định là người nào vận chuyển trái phép chất ma túy là các chất độc hệ rắn từ 100 gram trở lên thì sẽ phải chịu mức hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Như vậy là với cái lượng ma túy ở thể rắn từ 100 gram trở lên thì hình phạt sẽ là 20 năm chung thân hoặc tử hình, còn với số lượng đến 11 kg thì người vận chuyển trái phép chất ma túy sẽ phải đối mặt với có thể là hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Thế còn thì nếu trong trường hợp mà cơ quan 100 gram trở lên thì sẽ phải chịu mức hình phạt là phạt ở cái tiền vận chuyển nên đã vận chuyển về Việt Nam, thì những người này sẽ bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại khoản 4 của điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự quy định là người nào vận chuyển trái phép chất ma túy là các chất độc hệ rắn từ 100 gram trở lên thì sẽ phải chịu mức hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Như vậy là với cái lượng ma túy ở thể rắn từ 100 gram trở lên thì hình phạt sẽ là 20 năm chung thân hoặc tử hình, còn với số lượng đến 11 kg thì người vận chuyển trái phép chất ma túy sẽ phải đối mặt với có thể là hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Thế còn thì nếu trong trường hợp mà cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đó là các bạn thấy rõ không? Đó là luật sư nè, luật sư tiến sĩ Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp tại thành phố Hà Nội nói đúng không? Đó nó rất rõ khoảng 4 điều 250 đó, từ 100 gram trở lên. Tôi nói đâu có sai đâu, tôi nói lần hồi là nó để cho luật sư nói cho chính xác hơn. Đúng không? Đó. Điều đó là chứng tỏ rõ ràng là nếu như mà không phải là chúng ta đùa với cái này được. Cái này không phải là chuyện để mà đem ra đùa. Không có giỡn. Không có giỏi hay là khôn gì hết trơn. Muốn giỏi, muốn khôn, muốn giỏi đừng có lên mạng xã hội mà khôn mà giỏi, đây là đối diện pháp luật. Và cũng nói với các bạn là hiện nay có một số người nó tạo ra cái truyền thông để mà binh vực cho các cái tiếp viên này. Họ nói là các tiếp viên này nhìn hình ảnh thấy có vẻ ngồi gặp biên bản, thấy tội nghiệp, thấy ngây thơ. Như vậy thì vận chuyển những cái chất chết người có tội nghiệp, có ngây thơ không? Cho nên đừng có vội mà vào binh vực nha. Và hiện nay có một số người lập lên những cái trang Facebook, lập những cái nick giả, và các bạn nhớ đừng có tò mò mà bấm vào những cái đường link đấy. Nó sẽ lấy bấm vào đường link là nó sẽ nhắm được cái thông tin của các bạn là càng nguy hiểm nữa. Bây giờ bọn chúng sẽ là thứ nhất, có bọn là lợi dụng các cái Facebook để đưa những cái thông tin giả lên. Nói chung mình không coi ngoài gì báo chính thống là không chơi. Ba cái Facebook mà nó tào lao đó thì đưa những cái đường link giả vào để mà lấy thông tin chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà cơ quan chức năng đã bắt được 11 kg ma túy này thì tự nhiên là nó bị cắt đứt cái đường gãy, cắt gãy cái đường cung ứng về ma túy của nó. Nó bị gãy và tụi nó đang lồng lộn lên. Và nó đang tìm cách để mà nó tẩy trắng, để mà nó nào thương vay khắp mức nó kia. Nhưng thực chất không phải tẩy trắng để bảo vệ cho mấy cô này, mà là tẩy trắng để nó bảo vệ đường dây của tụi nó ra.
Đó, cho nên coi chừng là tới cả gia đình của mấy cô này là cơ quan chức năng không phải bảo vệ người thân gia đình của mấy cô này chứ không thôi là cũng rất là mệt, nó không đùa đâu các bạn. Ở đây nó có phải là chỉ đơn giản là mấy cô này vô tình mà vận chuyển ma túy gì không? Có phải chỉ là đơn giản vậy không? Hay là nó sẽ trở thành đại án đây? Không đùa được đâu. Không đùa được đâu. Vậy đại án đó thì ai? Ai đứng sau lưng? Trong cái cuộc họp báo vừa rồi của cơ quan hải quan thì các bạn thấy báo chí các hệ thống cơ quan tới, nhưng có những cái cơ quan lại không có, chẳng lẽ họ phải có mặt nhưng họ lại có mặt lại không có mặt thì yên tâm đi, chứ không có phải là mấy cô này chỉ là những cái con thoi thôi, còn thực chất là đúng không, thì chắc chắn là mình chỉ nói vậy thôi thì để các cơ quan chức năng, nếu mà họ muốn thoát thì họ phải hợp tác, nhưng mà chắc lẽ phải bảo vệ người thân của họ chứ. Bây giờ nó đang tìm cách, nó tại vì cái đường dây vận chuyển của nó đang xuông từ người bên kia người mua, bên kia người bán, người ở Việt Nam là người tiêu thụ, người mua thì qua cái vận chuyển phải có người bán, phải có người mua mới có người vận chuyển chứ, đúng không? Shipper mà, shipper hàng không. Thì như vậy thì cái chuỗi mà cung ứng hàng hóa của tụi nó là cung ứng về chất cấm này nè, nó bị gãy, khi bị bắt thì là bị gãy rồi, bị gãy rồi. Và tất cả có thể là có nhiều cái đường dây vận chuyển như vậy chứ không phải chỉ bốn con này, và đương nhiên từ đây về sau tất cả mọi cái sẽ bị theo dõi, và nó về nó chơi cái màn nó tung tin truyền thông để mà tẩy trắng, có những comment là tội nghiệp, là ngây thơ, rồi có người lên là nói là dốt thế này thế kia. Thôi về lo mà kiếm ăn đi, đừng có nhào vô mà binh vực cái miệng bu lu bu loa là lãnh đủ đó. Tôi chỉ nói nhắc nhở vậy thôi. Rồi rồi chúng ta sẽ qua cái phần